Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Sick Gần Tết, Thích Gần Chết của chúng tôi ngày hôm nay. Tôi là Thích An Sùng. Và tôi là Thích Mặc Sướng. Anh Sùng này, đã đến những ngày cuối cùng của năm giấc mộng. Anh đang có những cảm xúc như thế nào nhỉ? Vâng, vậy là một năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến. Và các sinh cơ thân mến chắc hẳn đã có một năm là ý nghĩa với đầy đủ, hỉ nộ, ái ố. Một số người may mắn như chúng số, nhưng mà cũng có một số người kiểu cố gắng quả cố. Vâng, và cá nhân tôi thì đã thu được rất là nhiều những bài học quý báu. Không chỉ cáu vì chỉ lo con thì sẽ là hậu cần, mà chúng tôi quyết tâm là giữ vững tinh thần để mà năm sau để cống hiến được nhiều hơn cho đội bóng. Đúng, và cái tên nói lên tất cả. Chắc hẳn các chủ tịch cũng như các thành viên sẽ đánh giá cao sự nhiệt tình và những đóng góp của anh. Vâng, thưa quý vị, quả thực năm vừa qua đã chứng kiến sự trưởng thành của câu lạc bộ Chứng khoán Sick nói chung, các Sickers nói riêng về cả thể chất và tinh thần, và chúng tôi xin điểm lại một số sự kiện chính như sau. Tin luật 1, B603. Vừa qua, một loạt vụ tai nạn đã diễn ra tại tổ chức B603 của chúng ta, nơi mà đã diễn ra một cuộc cách mạng của một cảng tổ, giúp cho B603 của chúng ta ngày càng sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng, thoải mái tất cả Sicker của chúng ta. Theo tôi biết thì mọi người thường xuyên dọn dẹp nơi này và quét dọn. Chắc cái chủ nhân của lon này nhận ra chắc nó chỉ là một sự cố thôi, chắc là anh ấy cố tình để lại mà. Được biết trong thời gian gần đây, hiệp hội cá mập mới mọc ra đã tổ chức một cuộc thi cá khỏe cá đẹp với giải nhất thuộc về Mr. Cá Đuối. Kẻ đã thành công cắt đứt các quang biển trong thời gian nhanh nhất thì cư dân mạng nói chung của các Sicker nói riêng không kịp chọn bài thay quần áo. Giang hồ biển đáp không bằng ngạc lác thất thường. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới những thành viên phải dùng 25 giờ để lốt một cái mail, và hy vọng các bạn không để lỡ các thông báo quan trọng. Tôi cũng nhớ có hôm mà anh Tiến mượn laptop của tôi, anh ngồi đến cái lúc mà tôi đi tắm được phát, tôi đi gội đầu, tôi mua cái bánh mì về, anh vẫn đang ngồi nhìn cái mail lốt không tôi tắm sâu dùng cái này đúng không? Chào lưu chế anh được hình thành và lan truyền rộng rãi trong cộng đồng Sicker năm vừa qua đã mở ra con đường tiến vào showbiz với nhiều thành viên do cường độ xuất hiện các comment được gia tăng nhanh chóng. Được phỏng vấn, anh Little Duck cho biết như là chào lưu chế anh được hình mà tôi đã được đón một cái tất đầm đó và trọn vẹn với gia đình, đồng thời tìm kiếm được cái em là phải lâu lắm. Sau đây là phần tin sự kiện. Cuộc thi iInvest, sự kiện thường niên lớn nhất của năm cho câu lạc bộ chứng khoán Sick và công ty chứng khoán VCBS tổ chức đã diễn ra vô cùng thành công với hơn 2.000 người đăng ký dự thi và hơn 700 người tham dự buổi chung kết iShine được tổ chức tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ số 8 Nguyễn Thái Thắng Hà Nội vào tối 18/6/2014. Sau khi sự kiện này kết thúc, một mini game nho nhỏ đã được diễn ra với chủ đề Tôi ở đâu và theo một nguồn tin không chính thống, 69,69% thành viên câu lạc bộ đã phải đi khám tại bệnh viện mắt trung ương do quá cố trong việc tìm kiếm mình trong bức ảnh sự kiện. Mùa hè xanh, mùa hè của Sick được đánh dấu bằng sự kiện tình nguyện mùa hè xanh với phương châm Sicker đi muôn nơi. Đội hình câu lạc bộ với màu áo xanh mang tình yêu thương với tỉnh Thanh Lương, Yên Bái. Theo phóng viên của chúng tôi thì cuộc sống hàng ngày của anh chị em phải uống nước mắm, thay Coca và bao gồm cả cuộc nổi dậy đòi cơm ăn voi hoặc túi cộng đồng đang thấy lên phong trào đấu tranh và cuộc sinh tồn mạnh mẽ. Được biết trong khoảng thời gian này đã có một thành viên nhảy dù tham gia câu lạc bộ chúng ta. Thành viên này không ai biết mặt mũi như nào, tên gọi là chỉ biết được lý danh em Huệ. Tuy nhiên vì một lý do, cả đoàn đã bị lạc mất em Huệ trên đường về Hà Nội. Ai biết được đâu? Tuy nhiên là ngay từ câu lạc bộ sẽ sống lại. Năm vừa qua cũng đã chứng kiến sự đổ bộ của một tập đoàn đá mang tên Diên Tám vào đại gia đình Sick với sự chỉ đạo trực tiếp từ ngũ đại nhân nhi và đặc biệt là chính leader Nàng Tiên Cá. Lời cá năm nay vừa to vừa khỏe, hứa hẹn sẽ đánh bay tập đoàn Cá Đuối và mang thương hiệu Sick ra đại dương bao la rộng lớn. Các bạn đã được tổ chức hàng đêm cho học viên những cái nhìn cơ bản nhất về thị trường chứng khoán. Năm nay với sự tham gia của gần 300 học viên với 8 buổi học được tổ chức ở phòng vệ hành chính đã được đánh giá là vô cùng thành công. Trả lời phỏng vấn, anh Bảo, leader tổ chức khóa học cho biết trong quá trình tổ chức, mặc dù tiền mất tận mang nhưng tôi vẫn không màng và sẵn sàng đóng góp tất cả cho câu lạc bộ. Anh Bảo hiện đang nắm giữ 2 chức vụ, đúng hơn là 2 danh hiệu, là người đàn ông giàu tình cảm nhất trong câu lạc bộ và là người đàn ông có đầu to nhất trong câu lạc bộ. Hy vọng với tình cảm của mình, anh sẽ vẫn tiếp tục ở lại, làm gương và cho đến khi một người đồng to như mình. Một hình ảnh thu hút
sự chú ý đông đảo của đoàn chứng minh cuối năm vừa qua đó là ngôi nhà với trong chóng được đặt ở nhà hát trường đại học Tuy. Được biết đây là công sắc chính của hội khảo sát một chứng khoán 2015, một sự kiện thường niên do câu lạc bộ chứng khoán Sích tổ chức dưới sự lãnh đạo của chàng trai đồng nước Trúc Lê. Với tên gọi chuyện cũ chuyện mới với đi dung dạng sâu cùng, tham khảo đã thu hút hơn 200 người tham dự và đã đứng những kiến thức vô cùng bổ ích của mình. Vậy là sắp đến Tết rồi, cái không khí xuân vui tươi, rộn ràng như đang tràn ngập khắp không gian, quyện vào từng hơi thở phả ra trong tiết trời lạnh buốt. Gió tung tăng chơi đùa trên những cánh hoa muôn màu mưa sắc, phố phường được điểm tô như tươi đẹp hơn, lòng người theo đó lại rạng rực hơn. Một năm trôi qua với biết bao kỷ niệm buồn vui, với cả những thành công và cũng cả những thất bại, nhờ đó mà chúng ta trưởng thành hơn, biết yêu thương và cảm thông hơn. Một năm ấy chúng ta bên nhau, cùng trò chuyện, cùng vui đùa trên tổ chim B603, cùng quẩy tưng bừng lẩu vịt, cara sau mỗi sự kiện, cùng làm việc, học hỏi, trau dồi. Một năm ấy, chúng ta từ những con người chẳng quen biết ở khắp nơi đổ về, nay đã trở nên thân quen đến lạ. Một năm ấy đánh dấu những sự kiện thành công của câu lạc bộ, nhưng đằng sau đó cũng là những hy sinh thầm lặng, những cố gắng không ngừng và đôi khi là cả những giọt nước mắt của thành viên các con tim, của ban điều hành, của các thành viên câu lạc bộ. Đã có những tranh cãi, đã có những bất đồng và đôi lúc cảm thấy bất công hay không vừa ý. Nhưng trên tất cả, chúng ta là một gia đình và gia đình thì hãy luôn ở bên nhau. Xin chào mọi người, mình là Công, mình là ban chuyên môn nhân 6. Thì nhân dịp năm mới xuân đã ngùi thì mình xin chúc mọi người trong câu lạc bộ ngày có một sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng và đạt nhiều thành công trong năm mới. Chúc câu lạc bộ mình trong năm mới thì đạt được rất nhiều thành công trong các sự kiện sắp tới. Chúc các anh chị hội trong hội Sích Cơ thì sẽ ngày càng gắn kết với các em Sích trẻ câu lạc bộ Sích, và cuối cùng thì mong Sích mình vào năm mới sẽ tuyệt vời hơn nữa, sẽ cứ ngày càng thân thiết với nhau hơn nữa. Xin cảm ơn, được nhá. Xin chào tất cả các bạn, đây là Kiên Cường. Còn đây là Diệu Linh. Nhân dịp năm mới thì Kiên Cường và Diệu Linh cũng gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả các anh chị em Sích Cơ. Mọi người chúc năm mới dồi dào sức khỏe và sự chú ý. Còn mình xin gửi lời đến tất cả các anh chị, các bạn và các em, chúc mọi người có một năm mới thật thành công trong cuộc sống. Đặc biệt xin chúc các sự kiện của câu lạc bộ chứng khoán Sích luôn thành công rực rỡ. Và lời cuối cùng xin gửi lời tới tất cả mọi người, chúc mừng năm mới. Nhân dịp xuân Ất Mùi năm 2015, em xin kính chúc các anh chị ở Sích Cơ gia đình một năm mới sức khỏe, an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Chúc toàn thể thành viên câu lạc bộ chứng khoán Sích một năm mới tràn đầy sức sống và gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chúc các em sẽ có một năm hoạt động đầy vui vẻ và ấm áp bên câu lạc bộ chứng khoán Sích. Cuối cùng, Happy New Year! Chào tất cả các em, anh là Tiến, mọi người hay gọi anh là đẹp trai. Hôm nay đại diện cho ban chủ tịch, ban điều hành và cá nhân anh nữa thì anh muốn chúc tất cả các em về nhà Tết vui vẻ. Và Tết năm nay anh nghĩ là có lẽ là các bạn, các anh chị cũng có lẽ có thể tìm cho mình những hạnh phúc riêng rồi. Còn các em thì anh khá là lo lắng. Vì thế nên là anh chúc các em trai thì có thể đẹp trai 1/10 của anh này, học giỏi 1/3 của anh này. Như thế là được rồi. Chúc các em sớm cô gấu và đặc biệt là các em nữ thì sẽ có một cái Tết vui vẻ bên người thân và gia đình, đỡ chạnh lòng khi mà thấy nam nhân của bộ mình quá là thu hút các bạn nữ của người khác. Đấy là chúc mọi người Tết an lành, an khang, thịnh vượng. Chúc mừng năm mới. Năm mới 2015 xuân Ất Mùi, bộ chứng khoán Sích xin kính chúc quý khách hàng năm mới an khang. Năm cũ qua đi, năm mới lại đến. Trong không khí tưng bừng chào đón năm mới, ban chuyên môn chúc câu lạc bộ một năm Ất Mùi an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Chúc Gen 8 toàn câu lạc bộ ngày càng giỏi hơn về mọi mặt, phát triển và khẳng định thế mạnh của mình. Chúc cho các thế hệ của câu lạc bộ ngày càng thân thiết, gắn bó hơn và mãi mãi xứng đáng là câu lạc bộ chuyên môn hàng đầu ngoại thương. Nhân dịp Tết đến xuân về, ban truyền thông có một vài nhờ muốn gửi đến câu lạc bộ như sau. Năm hết Tết đến xuân về, chúng em thay mặt ban truyền thông gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến câu lạc bộ. Một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Chúc cho câu lạc bộ ngày càng nhiều nhân tố tài năng,
chúc cho các thế hệ câu lạc bộ mãi mãi gắn bó thân thiết như thế này. Nhiệm kỳ 8 của câu lạc bộ sẽ tỏa sáng và rực rỡ nhé. Sinh sống và học tập tại Anh Quốc. Thì em, tớ và anh xin chúc tất cả các anh, chị và các bạn cũng như các em có một năm mới an khang thịnh vượng, mã đáo thành công.